đây là Sắp. Xin chào các bạn đến ngôi nhà thứ hai của mình. Đây là bạn lễ tân nhà mình, rất là xinh. Nếu mà ai muốn có Facebook của bạn ý thì nhớ là đến đây mua thẻ. Bây giờ sẽ cho các bạn đi dạo trong phòng một tí nhá. Đây thì là cái máy cable machine thì chắc ai cũng biết rồi, có thể là kiểu lat pull down hoặc là row cũng được. Đây là cái máy row nhưng mà dùng tạ. Và tại sao là phòng mình có rất nhiều những cái máy dùng tạ như thế này? Bởi vì là hai bên nó sẽ riêng biệt nhau, nên là các bạn sẽ kiểu như là sẽ tránh được cái việc là lệch cơ hai bên. Ngay cả đây là cái máy leg extension cũng là tạ, có thể là một bên lên được còn bên kia không, tức là hai bên, nói chung là hai bên nó tách biệt nhau, nó không liên quan đến nhau. Đây là cái máy chin assisted, tức là các bạn có thể lên xà nhưng mà nó, cái máy nó sẽ hỗ trợ cho, dành cho những bạn nào mà kiểu yếu hoặc là những bạn nào mà đang muốn tập cái chương trình thiên về cái giai đoạn nó nhẹ một chút thì họ sẽ dùng cái máy đó. Đây là cái máy lying leg curl này thì các bạn cũng có thể tập một chân, ví dụ như là tập chân trái trước sau đó đến chân phải. Đây là seated calf raise. Ở đây là có một dàn dumbbell luôn, từ 2 cho đến 50. Hai quả 50 không đủ nên là phải để dưới đất. Đây, có 4 cái ghế ở đây. Có cái này để tập tay. Có 3 cái bench, một cái decline bench, một cái incline bench, một cái flat bench. Ở đây thì các bạn nhìn là có vẻ hơi ít bench, nhưng mà nếu mà tính ra ấy thì trong được các bạn sẽ thấy là có rất nhiều chỗ có thể bench được. Đây là leg press, cái máy mà kiểu rất nhiều người quay video bởi vì là có thể cho rất nhiều tạ lên. Đây là máy để tị sướng. Đây là máy hyperextension. Buổi sáng thì bởi vì là một số người tập buổi sáng nên là có vẻ là hơi bừa bộn một chút. Đây là hai cái power rack. Ở đây các bạn có thể squat ở trong mà các bạn cũng có thể squat ở ngay ngoài như thế này được. Đây là cái platform nhà mình. Máy glute ham raise rất ít phòng tập có nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Đây là một số những cái thanh bar đặc biệt. Ví dụ như là thanh này ấy, các bạn sẽ thấy là nó vuông và rất là to, chủ yếu là để tập cổ tay. Không phải cổ tay mà tập là cẳng tay. Đây là có thể dùng cho một số những cái bài bench press mà tay cầm nó dọc. Đây là thanh bar cho nữ hoặc là cho trẻ con, nó sẽ chỉ nặng có 10 kg thôi. Đây là thanh ba cho người bình thường nặng 20 cân. Đây là đồng chí coach nhà mình đang tập thiên về mobility, tức là cái độ linh hoạt. Ở đây thì các bạn có thể thấy là còn một đống những cái dụng cụ khác, ví dụ như là dây cao su đủ các loại. Đây là belt, dây lưng để tập squat, deadlift vân vân. Đây là xích nhỏ. Đây, cái này dùng để treo tạ vào người để lên xà hoặc là tập dip. Xích nhỏ, cái này để cuốn vào người để kéo sled. Đây là xích to. Và sắp thì buổi trưa là mọi người sẽ tập, chủ yếu là các coach sẽ tập. Cái này là dụng cụ để thay tạ deadlift. Thì đấy, trong sắp thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều hình ảnh kiểu như thế này, là hình ảnh kiểu nữ quyền.
nếu mà các bạn nữ đến đây thì sẽ được rất là tôn trọng và sẽ được giúp đỡ rất là nhiều. Trong này các bạn sẽ thấy là có tiếp tục là 4 cái rack khác, thêm một số tạ đơn, thêm một số tạ bánh màu. Tất cả những cái rack này thì các bạn đều có thể squat hoặc là có thể bench press được. Đây là thêm một số đồ về kiểu như là lốp này, búa này. Nếu ai muốn đập đá thì lên đây. Một số loại sled khác nhau. Đây là Farmer Walk. Lại thêm một đống sled. Nói chung là mỗi một cái sled này nó sẽ có một cái nhiệm vụ khác nhau. Giả sử như cái sled này nha, thì các bạn sẽ là kiểu cầm vào dây này, xong kéo vào một đầu, sẽ kéo cái này đi chẳng hạn. Xong đến lúc mà đến một đầu nhá, thì các bạn sẽ không phải kiểu như là cầm cả cái sled này mà quay nữa, mà các bạn chỉ cần là cầm này lên, xoay ngược lại là các bạn có thể kéo đi đầu kia mà không cần phải di chuyển cả cái sled. Nên là dây thừng. Xin lỗi mọi người là hôm nay hơi bừa bộn một chút. Chắc là buổi sáng mọi người nghịch xong rồi bày hơi bừa. Đây là dãy máy chạy và máy elliptical, máy đạp xe. Nói chung là ai mà thích chạy ở đây thì sẽ là thiên đường của những người đó, bởi vì là ở shop thì chả ai tập máy chạy cả, cũng chả mà ai tập máy elliptical. Nếu mà các bạn thấy các bạn ở đây tập cardio hay tập HIIT thì chủ yếu mọi người sẽ dùng sled này, mọi người sẽ dùng tạ. Còn đây là khu vực của các coach, máy InBody. Chung là InBody ở đây bọn mình không quan trọng lắm, bởi vì InBody thì nó đo không được chính xác. Tất cả các loại máy InBody đều không chính xác. Mình không tin vào máy InBody, chỉ chẳng qua là nếu mà lúc đầu mà khách đến thì có thể là đo qua để mọi người gọi là nắm qua được cái cơ thể của họ đang ở đâu. Đây là bảng transformation để cho kiểu những coach nào mà họ thay đổi được khách hàng tốt ấy, thì sẽ được chụp ảnh và đăng lên đây. Đấy, ví dụ như bạn này, mẹ bạn ấy bảo bạn ấy có quả xoài ở sau lưng, nhưng mà sau khi tập thì đã mất quả xoài. Và bên mình cũng có chỉnh dáng các thứ, thì bạn này bạn ấy đang bị rất là gù về phía trước chẳng hạn, thì sau một thời gian tập khoảng độ 10 buổi tập thôi thì cái đầu của bạn ấy đã được dịch về đằng sau và nhìn tư thế đi đã thẳng hơn. Đấy, thì còn khá là nhiều khách khác họ có kết quả nhưng mà họ không muốn đăng lên, hoặc là cái kết quả đấy mặc dù là có thể là giảm một vài cỡ quần rồi nhưng mà nhìn trên ảnh có thể là nó chưa được rõ lắm nên là mình không đăng lên đây. Đây là thêm một hình ảnh nữ quyền nữa. Đây có riêng một phòng để giúp những bạn bị chấn thương hoặc là những bạn mà muốn tăng độ linh hoạt, thì bên mình có một số những cái biện pháp để xử lý hoặc là giúp những người đó. Thế thì như lúc nãy mình có nói với các bạn là bên mình không tin cái máy InBody lắm ấy, thì khi mà đo mỡ cho khách thì bên mình sẽ dùng một cái như thế này là Fat Caliper để đo độ dày của mỡ. Và khi mà đo độ dày xong ấy thì sẽ tính ra được là phần trăm mỡ bao nhiêu. Nhưng mà bên mình cũng không thực sự là quan trọng cái phần trăm mỡ, bởi vì là quan trọng hơn tất cả ấy là cái độ dày của mỡ ở mỗi chỗ sau một khoảng thời gian nó giảm đi được bao nhiêu. Cái đấy mới là cái mà bên mình coi trọng, bởi vì cái đấy là cái mà nó sẽ thể hiện rõ ràng hơn cho khách thấy và cũng rõ ràng hơn trên ảnh.
Thì các bạn ấy thấy là mỗi một cái nó không rõ lắm nhưng mà nó sẽ đo được tới 0,2 của 1 mm, và nó nhạy tới mức ấy là khi mà các bạn véo vào thịt của mình ấy, thì bao giờ thịt nếu mà để nguyên ấy thì không véo vào mỡ, mà khi mà các bạn để nguyên ấy thì bao giờ mỡ nó cũng dần dần nó bị xẹp đi. Thì cái này nó nhạy đến mức mà khi mà các bạn kẹp vào phát là nó sẽ liên tục bị giảm dần cái thông số trên này đi.